trên bãi chiến trường của Honda Vario ha. Và cụ thể thì trong video lần này em Trôm sẽ vừa cập nhật báo giá của dòng 125 và vừa báo giá của dòng 150, 160 luôn nhá. Trước khi đi vào dòng Vario thì em Trôm sẽ cập nhật qua địa chỉ cửa hàng ha. Cửa hàng của em Trôm thì nằm trên mặt tiền quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Anh chị mua xe hoặc là cần tư vấn về xe nhá thì liên hệ trực tiếp qua em qua số điện thoại 0325 333 789. Khi liên hệ đặt lịch trước thì mọi người sẽ được giảm giá xe từ 500.000 tới 1 triệu đồng nhá. Và ngày hôm nay thì rất chi là nhiều mẫu Honda Vario luôn. Vario 125 thì bên cửa hàng đang bán và đang để cho anh chị với mức giá ưu đãi nhất là 36.900.000 đồng nhá. Đấy, còn màu sơn thì mọi người cứ thêm sơn cho em Trôm thôi, 2 triệu đồng, đồng giá sơn 2 triệu nhá. Rất chi là nhiều màu luôn. Nếu như anh chị mà ví dụ như bạn nữ mà thích nhẹ nhàng này thì mình có thể chọn những cái chiếc xe Vario màu hồng trắng này, trắng hồng này. Rồi bạn nam mà thích mạnh mẽ thì mình có thể chọn những cái màu sơn như là xám tím này, xanh xi măng hoặc là xám đen. Đấy, và ngoài ra thì có thêm một cái bản mới, đó là bản thể thao kỷ niệm 50 năm của nhà Honda nhá. Cái này được lấy ý tưởng từ phiên bản Click Thái 2024. Đây, đây màu này khá chi là mạnh mẽ luôn. Trông thấy nó cực kỳ thể thao luôn. Đấy, màu này kết hợp giữa ba màu nhá. Trắng này, đỏ và xanh nha mọi người. Đấy. Nhìn khá là đẹp luôn. Đấy. Quá chi là chất luôn. Vario 125 thì bên cửa hàng hỗ trợ các bạn là trả trước từ 2 triệu đồng. Và thủ tục thì tất cả các dòng xe đều như nhau nha. Chỉ cần căn cước công dân và đủ 18 tuổi thôi. Còn tiếp tới là dòng 150 nhá. 150 thì em còn xe nhưng mà số lượng không còn nhiều. Nếu mà anh chị quan tâm tới dòng này thực tế nhá, nếu mà thực sự quan tâm tới dòng này thì nhắn tin cho em. Em cung cấp cho anh chị hình ảnh nhá. Vario 150 thì hiện tại bên cửa hàng đang xuất hóa đơn cho anh chị với mức giá là 65.500.000 đồng. Nó hơi cao một tí do là giá xe cái dòng Vario 150 là nó ngưng sản xuất rồi anh chị ạ. Nên là thị trường nó đẩy giá xe lên khá thì là cao. Bạn nào mà đam mê thì chơi cái dòng này thì liên hệ em. Đấy, còn dòng 160 nhá. Vario 160 lại rẻ nữa. Rẻ hơn 150. Nó chỉ có 39.500.000 đồng thôi. Giá xe xuất hóa đơn. Giá em Trôm báo là đã bao gồm thuế VAT rồi. Nên anh chị yên tâm. Mua xe mang đúng cái số tiền đấy gặp em. Rồi lấy xe về thôi. Còn nếu như anh chị muốn nhờ cửa hàng làm biển số thì cửa hàng sẽ dựa theo cái địa chỉ trên căn cước của mọi người và tính phí báo giá biển số cho mọi người nhá. Và cụ thể hơn thì nhắn qua Zalo cho em Trôm qua số 0325333789. Em Trôm sẽ hỗ trợ tư vấn thêm cho mọi người. Muốn biết chi tiết này hoặc là muốn nhận cọc ship xe thì đấy thì liên hệ với em, hoặc là muốn thu xe cũ đổi xe mới thì cửa hàng có hỗ trợ nhá. Và người thân của mình, bạn bè của mình đang muốn mua xe mà anh chị xem được video này thì liên hệ với em hỗ trợ cho mọi người tiền hoa hồng, tiền cà phê nhá. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu như anh chị muốn lên sơn, lên màu xe hoặc là cần những cái mẫu xe nào thì liên hệ ngay với cho em để có những cái con xe, có những em xe mà nó tuyệt vời nhất, sở hữu nó ok nhất nhá. Tạm biệt.